Chiều ngày 27 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được phần thưởng trị giá 1 tỷ đồng tiền mặt và 36 chỉ vàng mang tên đại diện của công ty TCP Việt Nam thương hiệu Red Bull. Đây là vinh dự được trao tặng sau khi đội tuyển đã ghi dấu ấn bằng việc giành chức vô địch SEA Games lần thứ tư liên tiếp, tổng cộng 8 lần vô địch. Thành tích ấn tượng này cũng đồng thời tôn vinh những nỗ lực không ngừng của đội tuyển và ban huấn luyện trong hành trình đầy gian nan nhưng cũng đầy hào quang để giành vé tham dự World Cup 2023. Trong buổi gặp mặt, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, tôi và đội tuyển nữ Việt Nam xin chân thành cảm ơn bộ VFTTDL, Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF và Liên đoàn bóng đá Đức đã ủng hộ chúng tôi trong chuyến tập huấn này. Đây thực sự là một giai đoạn đào tạo mang ý nghĩa với đội tuyển nữ Việt Nam. Không chỉ tập trung vào khả năng chơi bóng chuyên môn, chúng tôi còn tăng cường khâu thể lực. Ngay sau trận đấu vào thứ Bảy, chúng tôi đã tiến hành buổi tập luyện về thể lực để đảm bảo đạt chuẩn cho World Cup. Hơn nữa, thành công của đội tuyển nữ cũng không thể thiếu sự đóng góp của cộng đồng người Việt Kiều tại Đức và Ba Lan, đặc biệt trong việc hỗ trợ về chế độ ăn uống, cuộc sống hàng ngày và tinh thần đội tuyển. Trong 21 ngày tại châu Âu, đội tuyển đã tập luyện và thi đấu với 4 đội bóng chất lượng. Dù kết quả trận đấu không phải là ưu tiên hàng đầu, ban huấn luyện vẫn ưu tiên sự thoải mái cho cầu thủ, nhấn mạnh rằng đây là giai đoạn chuẩn bị cho World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam cần trải qua những trải nghiệm cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này. Hai trận giao hữu tiếp theo sẽ là cơ hội để đội tuyển nữ tiếp xúc với những đối thủ chất lượng và hoàn thiện hơn cho World Cup. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đã chia sẻ về một cột mốc quan trọng trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi đội tuyển nữ của chúng ta đã giành vé tham dự World Cup 2023. Hành trình này không chỉ là một kỳ tích thể thao mà còn là niềm tự hào của toàn thể người dân nước nhà. Các cô gái vàng đã vượt qua nhiều khó khăn và thử thách để vươn tới đỉnh cao, và họ sẽ tiếp tục mang niềm hy vọng và phấn đấu cho bản sắc và danh dự của bóng đá Việt Nam tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Trong hành trình tới World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua nhiều kỳ tập huấn và thi đấu quốc tế để rèn luyện kỹ năng và sát cánh cùng nhau. Các cô gái đã có cơ hội đối đầu với những đối thủ mạnh từ khắp nơi trên thế giới, như đội tuyển nữ Mỹ đương kim vô địch thế giới, đội tuyển nữ Hà Lan đương kim Á quân thế giới và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Tuy mục tiêu đặt ra không dễ dàng, nhưng tinh thần quyết tâm, lòng đam mê và sự đoàn kết đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn. Tại buổi lễ chia sẻ, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thể hiện lòng biết ơn đối với sự ủng hộ từ các cơ quan như bộ VFTTDL, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Đức. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull cùng các đơn vị khác vì đã đồng hành và động viên đội tuyển trong suốt thời gian chuẩn bị cho World Cup. Sau chuyến tập huấn tại châu Âu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về Hà Nội và tiếp tục tập luyện. Ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc lực lượng để chọn ra đội hình chính thức cho giải đấu quan trọng này. Từng ngày tập luyện, từng giờ thi đấu đều là những bước chuẩn bị quan trọng, đồng thời là cơ hội để cô gái vàng thể hiện khả năng và bản lĩnh của mình. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với các đội tuyển hàng đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha tại World Cup 2023. Cả thế giới sẽ theo dõi và chờ đợi những màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển nữ Việt Nam, và niềm tự hào dành cho đất nước sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi.